chào các bạn. Sleep. Speakers. Mr. Hudak. Bạn. Hit. Hit. Hay. Hay. Hit the hay. Đi ngủ. Tired. Tired. Just want. Just want. I'm tired. Now I just want to hit the hay. Em mệt. Giờ em chỉ muốn đi ngủ. Need. Need. I need to hit the hay. Tớ cần đi ngủ rồi. Sleepover. Sleepover. Ngủ lại nhà ai? Qua đêm ở nhà ai? Stay the night. Stay the night. Sleepover means stay the night at someone else's home. Ở lại đêm ở nhà ai đó. Used to. Used to. Yeah, I remember you used to sleep over at her house. Oh, tớ nhớ là cậu từng ngủ ở nhà cổ mà. Going to. Going to. Mom, don't worry. I'm going to sleep over at Katie's house. Mẹ đừng lo. Con sẽ ngủ lại nhà Katie. Xin lưu ý với quý vị ở đây cụm từ going to, dịch là sẽ. Nhưng khác với will, going to có nghĩa là đã nghĩ về điều này trước, đã có kế hoạch trước. Và dùng khi mình khá chắc chắn điều mình sẽ làm. Còn will giống như là một cái lời hứa hẹn ngay cái lúc mà nói thôi. Drive home. Drive home. If you don't want to drive home, you're welcome to sleep over. Nếu không muốn lái xe về nhà, thì bạn cứ việc ngủ lại đây. Sleep on. Sleep on. Couch. Couch. And you can sleep on the couch tonight. Và anh có thể ngủ ở ghế trường kỹ tối nay. Spend the night. Spend the night. It's okay with me to let your boyfriend spend the night. Mẹ chịu để bạn trai của con ngủ lại. Agree. Agree. If you'll agree to sleep on the sofa. Nếu anh ta đồng ý nằm ngủ ở sofa. Some sleep on. Some sleep on. I hope you got some sleep on the plane. Anh mong em ngủ được chút trên máy bay. Side of the bed. Side of the bed. What side of the bed does Susan sleep on? Susan nằm ngủ bên nào của cái giường? The left. The left. She sleeps on the left. Cô ấy ngủ bên trái. What side of the bed do you sleep on? Thế anh ngủ bên nào? Sleep on it. Sleep on it. Để nghỉ đã. I'm going to sleep on it. More time. More time. I need more time to think. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Say no. Say no. Don't say no now, Tim. Sleep on it. Đừng có nói không lúc này, Tim. Suy nghĩ đã. You know what? Why don't you sleep on it? Cậu biết không? Sao cậu không để suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định? This. This. Should we just sleep on this or something? Chúng ta nên suy nghĩ việc này chứ. Let's. Let's. Fine. Let's sleep on it. Ừ, vậy mình cùng nghiền ngẫm nhé. Reconsider. Reconsider. Well, sleep on it. Maybe you will reconsider. Vậy cứ nằm suy nghĩ nha. Có thể anh sẽ xem xét lại đó. Doesn't say you will, says you will. Well, sleep on it. Maybe you will reconsider. Thank you for watching. Kính chúc quý vị được hit the hay sớm. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.